người Choang, dân tộc thiểu số đông dân nhất Trung Quốc. Sự hình thành và phát triển của dân tộc Choang. Choang là dân tộc có số dân đông nhất trong các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, phân bố chủ yếu ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, châu tự trị dân tộc Choang Miêu Văn Sơn, Vân Nam, huyện tự trị dân tộc Choang Giao Liên Sơn, Quảng Đông và rải rác ở các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam, Tứ Xuyên. Năm 2006, dân tộc Choang trên toàn Trung Quốc có khoảng 18 triệu người, riêng người Choang ở Quảng Tây đã chiếm hơn 94%. Theo phát hiện của các nhà khảo cổ học, cách đây mấy chục vạn năm đến hơn một vạn năm, trên khắp vùng Quảng Tây đã có những hoạt động của người cổ đại. Lưu vực thung lũng sông Hữu, nơi dân tộc Choang sinh sống, đã phát hiện nhiều di chỉ thời đại đồ đá cũ cách đây 6-7 vạn năm của người cổ đại, trong đó có không ít di vật văn hóa. Đặc trưng thể chất của người cổ đại là đầu to, lưỡng quyển nhô cao, sừng mũi thấp, sống mũi hơi lõm, hàm răng trên hình lưỡi cày. Những đặc trưng này thuộc về chủng người Mongoloid, giống với đặc trưng thể chất của người Choang hiện nay. Tổ tiên của người Choang đã sống ở Quảng Tây, trải qua các triều đại Thương, Chu, thời kỳ Xuân Thu, Chiến Quốc, các triều đại Tần, Hán, Đường, Tống với nhiều tên gọi khác nhau như Tây Âu, Lạc Việt, Ô Hử, Lý, Liêu, Lương, Thổ. Thời kỳ này, ảnh hưởng của người Hán còn rất hạn chế. Thời Nam Tống 1127-1279 mới bắt đầu có tên gọi Choang. Về sau, Choang dần trở thành danh xưng dân tộc thống nhất, cùng với những cư dân người Hán từ Trung Nguyên đến sinh sống ở Quảng Tây ngày một nhiều. Ngôn ngữ dân tộc Choang thuộc ngữ hệ Hán Tạng, nhóm ngôn ngữ Choang Đông, chi tiếng Choang Thái, rất giống với tiếng dân tộc Tày, Nùng ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, tiếng Thái Lan, tiếng Lào và tiếng San ở Myanmar. Dân tộc Choang có chữ viết riêng của mình. Từ thời Nam Tống đã xuất hiện một loại chữ được cấu thành trên cơ sở chữ Hán, gọi là thổ tục, nhưng cũng được sử dụng phổ biến. Năm 1955, dân tộc Choang tạo ra chữ viết phiên âm, dùng chữ cái Latin là cơ sở. Đến tháng 11 năm 1957, được Quốc vụ Viện Trung Quốc phê chuẩn và lưu hành rộng rãi cho đến ngày nay. Đời sống văn hóa. Người Choang chủ yếu sinh sống bằng nông nghiệp trồng lúa nước, nên nông nghiệp của họ đã có từ lâu đời và ngày càng phát triển. Thủ công nghiệp của họ cũng rất phát triển, thông qua các nghề dệt, nhuộm vải, làm đồ gốm sứ, đúc trống đồng. Kỹ thuật đóng thuyền của họ cũng được đánh giá cao. Chợ, tiếng Choang gọi là khư, là hình thức giao thương buôn bán phổ biến nhất của người Choang. Người Choang trao đổi, mua bán vật dụng, hàng hóa ở chợ. Và thậm chí, chợ còn biến thành nơi giao lưu văn hóa nghệ thuật thông qua các hình thức sinh hoạt ca hát. Người Choang có hình thức sinh hoạt chợ phiên. Năm 1983, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây định hội hát chợ phiên vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, từ đó còn gọi là Tết 3 tháng 3. Trong chợ phiên, thường có ca hát đối đáp và các cuộc vui dân gian như ném tú cầu, bắn pháo bông, múa lân, thi kéo co, bắn nỏ. Đặc biệt, dân ca của dân tộc Choang có nội dung phong phú, được đánh giá là viên ngọc quý trong kho tàng văn nghệ dân gian của người Choang. Người Choang là dân tộc có phong vị ẩm thực phong phú, những món ăn nổi tiếng là cơm nếp năm màu, cơm nếp bí đỏ, cơm nếp khoai lang, bánh tét, bánh dày, đậu hũ viên nhồi thịt, thịt lợn quay. Hình thức nhà ở của người Choang có 3 loại, nhà sàn, nhà trệt và nửa nhà sàn, nửa nhà trệt. Những lễ hội quan trọng nhất của người Choang là Tết 3 tháng 3, Trung Nguyên, Hồn Châu Bò. Người Choang theo tín ngưỡng đa thần, họ thờ quỷ thần và tổ tiên. Hình thức an táng của người Choang là chôn, thiêu hay để quan tài ngoài trời. Người Choang có quan niệm đạo đức thuần hậu, hiếu kính cha mẹ, kính già yêu trẻ là quan niệm đạo đức cơ bản của người Choang.
họ trọng danh dự, đề cao tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhiệt tình, hiếu khách. Họ cũng rất xem trọng tinh thần lao động cần cù, chăm chỉ. Đối với họ, trộm cắp là đáng căm giận, lười biếng là đáng sỉ nhục. Nghệ thuật. Người Choang có một nền văn hóa nghệ thuật phong phú, nhiều màu sắc. Văn học dân gian, hội họa, âm nhạc đều có những thành tựu rất to lớn. Người Choang nổi tiếng thích ca hát, nhảy múa, dùng lời ca tiếng hát miêu tả cuộc sống và biểu đạt tư tưởng tình cảm của mình. Mỹ thuật của người Choang có những biểu hiện đa dạng. Tranh vẽ trên vách đá ở Hoa Sơn, lưu vực sông Tả là di sản văn hóa quý báu do tổ tiên người Choang sáng tạo ra cách đây hơn 2.000 năm. Phạm vi tranh vẽ cao 40m, dài hơn 220m, có 1.800 hình vẽ khác nhau. Trống đồng là vật phẩm nghệ thuật quý báu của dân tộc Choang, vừa là nhạc cụ, vừa là vật tượng trưng cho quyền lực và sự giàu có. Những hoa văn đúc trên mặt trống đồng thể hiện trình độ nghệ thuật cao của người Choang từ mấy ngàn năm trước. Ở Bảo tàng dân tộc Quảng Tây hiện nay đang bảo quản hơn 500 trống đồng. Hình thức nghệ thuật sân khấu dân tộc của người Choang là kịch Choang, bắt nguồn từ hình thức ca múa dân gian, ngày nay phát triển rất mạnh mẽ với nhiều đoàn kịch chuyên nghiệp. Vải gấm Choang là sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của người Choang, chất liệu bền chắc, hoa văn tinh xảo, sinh động, nhiều màu sắc, được người Choang tự hào và du khách du lịch ưa chuộng. Trang phục. Trang phục truyền thống của người Choang cách đây 100 năm về trước, nam giới mặc áo ngắn không cổ, cài khuy sữa, quần ống rộng, đầu quấn khăn, nữ giới mặc váy gấp nếp, áo ngắn không cổ có viền hoa, đầu quấn khăn hoa. Ngày nay họ mặc áo dài hoặc ngắn có cổ, may bằng vải tự dệt màu xanh sương đậm, đen hoặc đỏ, hay mặc trang phục hiện đại. Chế độ hôn nhân. Người Choang thực hiện chế độ hôn nhân một vợ một chồng, lưu truyền tập tục phụ nữ không về nhà chồng, vẫn ở nhà cha mẹ đẻ, chỉ những ngày lễ Tết hay ngày mùa mới về nhà chồng ở một thời gian. Ngày xưa chồng phải theo họ vợ, ngày nay có thể không cần đổi nữa nhưng vẫn phải theo tập tục ở rể. Đây được xem là tàn tích của chế độ mẫu hệ trong lịch sử dân tộc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.